Sự sống với bao công trình, từ bàn tay cùng nhau đắm say. Để giờ đây chúng tôi gọi mời, hãy đến với những con người Việt Nam thôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30 với những chiến công mùa xuân năm ấy. Lúa vàng, người vào trong từng trang sách thơ.